Chào Kem, đây là cái bài số 4, nói về cái số E và logarit tự nhiên. Logarit tự nhiên là logarit của số E. Logarit mà có cơ số là E. Bây giờ chúng ta coi thử cái số E là cái gì. Trong máy tính ta vẫn có tồn tại số E. Số E này được gọi là một cái hằng số. Nó cũng giống như số pi. Ở đây mấy em thấy cái pi ở đây. Số E, số pi hai này cùng tồn tại trên một nút của cái máy tính. Nhưng mà một thằng là shift và một thằng là alpha. Nó là một số, y như là phải nói là giống như số pi, tức là nó sẽ có một cái vai trò rất là quan trọng ở trong một cái chỗ nào đó mà hiện tại giờ mình sẽ phải đi tìm nó. Giống như số pi á, nó có thể dùng pi để mà mình tính chu vi, tính diện tích của một đường tròn mà không có số nào mà có thể thay thế được cái số pi đó. Rồi, và tại sao ha? Ở đây nó gọi là cái số, gọi là số thì nó phải là một cái số. Nhưng mà cái số thì nó phải là 0, 1, 2, 3, 4 gì đó chứ. Nó phải biểu diễn từ 0 đến 9 chứ. Nhưng mà thì mình thấy đặc biệt trong toán học có một vài cái số mà nó không có biểu diễn bằng những cái số đó. Người ta vẫn gọi là số nhưng mà nó được biểu hiện bằng một cái chữ nào đó. Ở đây người ta nói về số E. Cho đến bây giờ dường như pi là số vô tỷ quan trọng nhất mà ta đã biết đến nó. Trong bài này ta sẽ được biết thêm một số vô tỷ cũng quan trọng không kém. Số vô tỷ. Đó là số E. E là cái giới hạn rồi. Giới hạn khi x tiến tới vô cùng của 1 cộng 1 chia x tất cả mũ x. Tỷ số này nó xấp xỉ là bằng 2,7182. Chúng ta chỉ cần nhớ tới bốn số thôi. Như pi là 3,14114 gì đó. Pi thầy còn không nhớ nữa mà. 3,1415. Rồi pi là 3,1415. Còn thằng E này là 2,7 mấy thì mình dễ dàng mình nhận định được là E nó bé hơn pi. Rồi, nó xuất hiện một cách tự nhiên trong toán học cũng như ở trong đời sống của chúng ta. Chính vì vậy logarit cơ số E còn gọi là logarit tự nhiên. Nó xuất hiện một cách tự nhiên nó xuất hiện và tự nhiên nó biến đi. Trong các máy tính bỏ túi, người ta đều thiết kế các phím bấm cho phép tính giá trị của biểu thức là e mũ x và logarit cơ số e của x. Thì đúng rồi. Ở đây á mình sẽ thầy sẽ chỉ cho mấy em đây nè, cái e mũ x nè, lần này nè. Shift e mũ nó thì là thằng 2,7 mấy gì nè, là một số vô tỷ nè, mũ 9 lên là bao nhiêu đó. Hoặc giả là em vẫn có thể bấm alpha rồi e đây. Alpha e đây rồi mũ bao nhiêu đó cũng được. Thì hai cái nút đó tương tự nhau thôi. Hoặc là logarit cơ số e. Logarit cơ số e của x thì trong máy tính đó, nó sẽ không có logarit cơ số e của x. Mà em phải sử dụng cái nút này nè. Cái nút này logarit cơ số e. Bây giờ thầy thử logarit cơ số e của e coi có ra 1 hay không nha. Đó, đây là logarit cơ số e của e nè. Thằng này á, trong logarit cơ số e đó thì người ta gọi nó là log-nê-pe. Đây nè, lnx nè, gọi là log-nê-pe. Log-nê-pe. Thì cái nê-pe, cái log là logarit, nê-pe gọi là logarit nê-pe. Mà nê-pe là không biết là có phải là tên của một ông nào đó tên nê-pe hay không. Rồi. Bây giờ á, đi qua cái bài cái phần đầu tiên. Tính nói gì nữa mà thầy quên rồi. Thầy tính nói thêm một cái nữa, nếu em muốn xuất hiện cái logarit cơ số e đó thì em có thể bấm cái nút này rồi alpha e một cái đó, logarit cơ số e thì em sẽ thử cái logarit cơ e này của e thì cũng sẽ ra một mà thôi, tại vì này là vô tỷ nên mình nên so sánh với nó, hoặc là e bình phương thì mình sẽ ra những cái số nguyên để mình dễ dễ nhìn nhận nó hơn. Cái số 1, lãi kép định kỳ liên tục và số e. Nếu đã biết, nếu đem gửi ngân hàng một số vốn ban đầu là A, lại lại kép ha, ta đã biết á, nếu mà đem gửi ngân hàng một số vốn ban đầu là A với lãi suất mỗi năm là R theo thể thức lãi kép thì sau N năm gửi số tiền thu về cả vốn lẫn lãi sẽ là A nhân cho mở ngoặc 1 cộng R mũ N. Thì quên nói với em, cái thằng này nè. Cái thằng này nè. Nên nhớ cái thằng này. Tại vì á, mình khi mà làm bài tập về cái logarit cơ số e đó, mình sẽ gặp một cái vài vài cái trường hợp mà mình phải đi tính cái logarit này, ở đi tính cái giới hạn này, cũng như là nếu mà thầy học á thì có thể mình sẽ gặp lại cái giới hạn của này và giới hạn của này, mình sẽ ra là e. Có thể mình sẽ gặp lại nó đó, giống như lim của sin x chia x gì đó. Khi x tiến tới vô cùng, lim của sin x chia x. Thì những cái lim đó thầy không có nhớ đâu, những cái lim đặc biệt đó thầy không nhớ. Nhưng mà thầy cứ lấy là sin x mà thầy chia cho x thôi. Thì nó sẽ ra là bao nhiêu. Thì đó.
thầy thế thử coi. Tại vì thầy không nhớ, tại vì đây là một cái logarit đặc biệt của nó. Khi x tiến tới 0, lim của sin x chia x khi x tiến tới 0 á, thì thầy sẽ thế là 0,001 nè. Thì ra gần đến 1. Thì đó là những cái mà đặc trưng của lim. Thì này cũng là một trong những cái đặc trưng của lim mà mình nên đưa vào trong cái bộ nhớ của mình. Nhớ thằng này, lim khi x tiến tới vô cùng của 1 cộng 1 chia tất cả mũ x. Rồi. Giả sử ta chia mỗi năm thành m kỳ để tính lãi, giữ nguyên lãi suất mỗi năm, thì r là lãi suất mỗi kỳ. Lãi suất mỗi kỳ á, sẽ là r chia cho m. Thì ví dụ như một năm 12 tháng thì nó sẽ chia thành 12 kỳ, thì cái lãi suất á, là lấy r chia cho 12 để là lãi suất của mỗi kỳ và số tiền thu được sau n năm hay sau n m kỳ, sau n năm hay sau n nhân m kỳ, tức là 12 tháng nhân cho 3 năm thì sẽ ra là số kỳ là a nhân 1 cộng cho r chia cho m. Tại sao lại là r chia m? Lãi suất của nó nhân cho m mũ n, mũ của m nhân cho n. Thì bình thường thôi, mình cứ áp dụng công thức lãi kép của này thôi. Những cái này thì chắc là cũng không cần phải nói nhiều. Bây giờ chúng ta coi thử coi cái giới hạn nè, cái giới hạn của dãy số này nó có đặc trưng gì. Giới hạn của dãy số này một một cái rất là hay, một cái rất là hay ở đây. Hiển nhiên khi tăng số kỳ m trong một năm thì số tiền thu được sau m năm, tức là mn kỳ cũng tăng theo. Đúng không? Tăng số kỳ tức là tăng số năm mình gửi tiền vào á thì nó cũng sẽ tăng theo. Tuy nhiên ta thấy điều sau đây, nó không thể tăng đến vô hạn được. Nó sẽ tăng tiền, tăng tăng tiền, tiền tăng tăng lên mãi nhưng mà không thể nào tăng tới vô hạn được. Đó, như vậy là mình gửi tiền ngân hàng. Mình gửi tiền ngân hàng vào. Đó. Gửi ngân hàng với số tiền là bao nhiêu tỷ đó đó. Thì mình sẽ tính thử sau bao nhiêu năm thì nó sẽ không còn tăng tiền lên được nữa. Thầy cũng thấy nó hơi lạ lạ làm sao á. Lãi kép mà sao mà không tăng lên được, thầy cũng thấy nó lạ. Thật vậy sẽ giới hạn của dãy số sau trong đó A, R, N là cố định. Mình thấy là tổng số tiền sau M kỳ là SM nó sẽ bằng A nhân cho 1 cộng R chia cho M mũ. Mũ số kỳ là mũ n lớn nhân cho m nhỏ là số kỳ. Thì mình sẽ thấy được á, thằng này á, nó sẽ đưa về dạng là giới hạn vô cùng của nó. Thầy hiểu rồi. Thầy hiểu. Nó không tăng lên được nữa. Tức là cái số này nè, nó không tăng lên được nữa chứ tiền thì nó vẫn tăng bình thường. Cái số này nè, cái lãi á, thì nó sẽ không tăng được nữa. Cái lãi nó sẽ tới giới hạn. Nè. Mấy em nhìn nhìn cái bên trong nè, cái lãi suất mà người này nhận được á, nó nằm ở trong một cái giới hạn nhất định, nó không thể nào tăng được nữa. Thì cứ lấy mỗi năm sau thì cứ lấy cái lãi đó mũ lên mà nhân với a thôi. Cho nên là thầy nghĩ là nó cũng không có sai. Lúc đầu thầy nghĩ sao mà không tăng được nữa đó. Rồi, thì giờ đi chứng minh cái lim khi x tiến tới vô cùng, tức là khi x tiến tới một số năm rất là lớn. Của 1 cộng 1 chia tất cả mũ x là bao nhiêu? Thì đây á, người ta chứng minh là giới hạn này là có tồn tại. Và nó là một số vô tỉ có giá trị bằng cái số này và được ký hiệu là E. Thì thằng này á, được gọi á, là số E. Thì cái việc mà người ta chứng minh cái giới hạn này có tồn tại hay không á, là việc của người ta. Người ta ra cái số này á, thì kệ người ta. Mình ở đây á, là mình chỉ xài nó thôi. Mình không phải là một nhà toán học để nghiên cứu về nó làm gì. Cứ biết là có tồn tại và xài. Còn muốn hiểu hơn, muốn nghiên cứu sâu hơn thì em có thể lên mạng tìm cái cách chứng minh này. Tức là đọc về cái số E. Trong Wikipedia nó sẽ có cái số E đó. Và nên đọc Wiki của nước ngoài, của Anh, của Mỹ. Thì đó, đó người ta nói rõ hơn là của Việt Nam. Việt Nam thì ít người sử dụng Wiki. Tại Wiki là một cái bách khoa toàn thư mở. Bách khoa toàn thư mở. Bách khoa toàn thư mở tức là ai cũng có thể mà viết lên một cái khái niệm gì đó ở trong
ở trong Wikipedia hết. Bất kỳ ai cũng có thể vào sửa được. À, thì chúng ta cũng có những cái quyển bách khoa toàn thư của Việt Nam, của nước ngoài, mình có thể đọc những cái đó. Mà thầy nhớ hình như là thầy có đọc một câu chuyện về một cái ông Pascal, không phải, một cái ông nào đó cũng gần gần ở đây. Ổng rất là giỏi, ổng là nhà toán học lừng danh. Cái ông đó đó, ổng đã đọc thuộc hết. Khoan khoan, để nhớ lại. Một cái ông quên tên rồi, ông rất là nổi tiếng, hình như là Pascal đó. Ổng học thuộc hết nguyên một cái cuốn bách khoa toàn thư. Ổng học hết nguyên cái cuốn bách ca toàn thư luôn. À, thì lúc đó ổng rất rất là giỏi. Để thầy coi thử thầy thầy có ổng không. À, thầy có một cái quyển sách gọi là danh nhân của thế giới á. À, để cho nó lót đi. Mình sẽ tiếp tục cái này. Mình thấy được á là khi mình gửi ngân hàng á thì cái lãi suất á thì nó sẽ tăng đến một cái mức giới hạn rồi nó dừng. Những cái năm sau đó thì nó sẽ sử dụng cái số E này, tức là cái sử dụng cái lãi suất này để nó tính liên tục. Đây nè, công thức 3 được gọi là công thức lãi kép định kỳ liên tục là công thức này. Công thức lãi kép định kỳ liên tục là A nhân cho E mũ N nhân cho R. N là số năm, còn R là số kỳ mỗi năm. R là số kỳ của mỗi năm. Không phải. R này là cái số tiền mà. Ủa là cái số lãi suất mà. Đây nè, lãi suất mỗi năm là R nè. Rồi. Như vậy là nhớ thêm cái công thức này để tính về cái lãi kép. Với số vốn 10 triệu đồng gửi vào ngân hàng theo thể thức lệ thể theo thể thức lãi kép định kỳ liên tục, lãi suất 8% năm, thì sau 2 năm số tiền thu về cả vốn lẫn lãi là nhiêu? Thầy cũng chưa tin vào cái công thức này nữa. Thầy chưa tin vào công thức này lắm. Bây giờ thầy sẽ xử lý cái bài toán này bằng cách lấy công thức cũ mà mình đã học, là người này gửi vào 100 triệu. Mình sẽ nhân với 1 cộng cho lãi suất hàng năm là 8%. Cái phần trăm thì mấy em thấy cái mở ngoặc này nè, 8% mũ 2. Thì tính thử coi có ra 117 với mấy hay không, hay là gần đó. 116 với 64. Như vậy là ngân hàng đâu có ngu gì xài số E này để tính. Đúng không? Tại vì nếu xài số E này tính là nó lỗ cả triệu bạc rồi còn gì nữa. Lỗ triệu ba luôn á. Tại vì cái số E này nó sẽ được sử dụng để tính mà thầy cũng không nghĩ là nó sẽ tính cái số E đó nữa. Đây là từ điển doanh nhân thế giới nè. Cái cuốn từ điển doanh nhân thế giới em có thể search trên mạng về tên nó, tại vì thầy mà đâu được là mấy em có thể đâu được. Trong cuốn này á nói rất là nhiều cái nhà toán học. Những cái nhà toán học, vật lý học, những nhà bác học nổi tiếng về cái cuộc đời của người ta và những cái thành tựu mà người ta đã được đạt được. Ở trong này có Anben, Ade, Ampere. Thì nhớ là thầy thầy đọc có mấy người hả? Thì ông có rảnh để đọc tiếp nữa. Tức là có một ông á, ông nói ông đọc về cái từ điển bách khoa toàn thư á, nhiều ông lắm. Rất đọc cái đó. Thì cái bách khoa toàn thư là cái mà nó tất cả mọi thứ trên đời đều vào trong cuốn đó, thì đọc xong thì thành bác học chi gì nữa, cái gì cũng biết hết rồi còn gì nữa. Nhiều hiện tượng tăng trưởng của tự nhiên và xã hội, chẳng hạn tăng dân số, cũng được ước tính theo công thức số 3 này, cái sự gia tăng dân số. Mấy này thì nó nằm ở trong cái nghiên cứu về con người của người ta, thì mình cũng không cần biết nhiều. Những cái đó thì nó hay thiệt, nó ứng dụng thực tế thiệt, nhưng mà bây giờ mình không có thời gian để mình đi 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 tìm hiểu về những cái đó nhiều. Ở tuổi của mấy em á, chứ thầy là bây giờ tìm hiểu gì chả được. Ở đây ví dụ thứ hai, sự tăng dân số được ước tính theo công thức thứ ba này
Trong đó A là dân số của năm lấy là tính làm mốc, còn S là dân số sau N năm, R là tỷ lệ tăng dân số hàng năm. Đó, thì cũng giống như lãi suất ngân hàng thôi. Đọc thêm về sự tăng trưởng hay suy giảm mũ, trang 110. Ở đây mình mới trang 98 hả? Biết rằng tỷ lệ tăng dân số thế giới hàng năm là 1,32%. À bây giờ tính thử coi lúc nào nữa sẽ có 7 tỷ người ha. Có thử có phải là năm 2000 mười mấy ta? 14 hay 13 gì đó, được 7 tỷ người á. Chắc 14. Năm đó làm rầm rộ lắm. À, đón đứa trẻ thứ thứ 7 tỷ của thế giới mà. Nhưng mà chắc gì nó là đứa 7 tỷ. À, đó chỉ là ước đoán thôi. Bây giờ mình coi lại cái bài này. À, đầu tiên á, là năm 1998 thì dân số của chúng ta có là 5.926,5 người. 5 triệu người ha. 26,5 triệu người. Thì mình sẽ nhân cho thằng này á, gia tăng tự nhiên năm 98. À, 1 cộng cho thầy không có thích xài công thức E đâu. À, tăng dân số hàng năm á, là 32%. Này thì cũng không có chắc ăn. Không chắc ăn là hàng năm nó tăng 1,32% đâu. Cái này chỉ là ước đoán thôi. Tại vì có năm thích sinh nhiều, nó thích chết nhiều, hay đại dịch của thế giới thì nó chết quá chừng thì nó cũng làm cái tỷ lệ này nó bị thay đổi. Mình không có lường trước được cái tương lai. Cái tỷ số này nó chỉ là những cái năm ở trong quá khứ á, thì cái năm này á, mình thấy là nó là 1,32%. Còn này là mũ 98, 28 là 10 năm sau, mũ 10 năm sau thì ra 6.756, thì nó cũng nhỏ hơn cái số E này. Tại vì E này là gì vậy? E là cái giới hạn khi mà tiến tới vô cùng. Còn cái này mình mới tiến tới 10 mà. À, mình mới tiến tới 10 thì làm sao mà mình xài cái số E này được. À, thêm một cái nữa ha, bây giờ thầy muốn ra 7 tỷ thì thầy sẽ giải quyết coi là năm bao nhiêu thì nó sẽ là 7 tỷ nha, với cái tốc độ gia tăng dân số và cái số người thế này nè. Mình thử tìm tòi thử coi sẽ là vào bao nhiêu năm nữa thì sẽ được 7 tỷ. À, thì mình có 5.926,5 này á, mình nhân cho 1 cộng cho R là 1,32%. Tất cả mũ X là sau bao nhiêu năm thì sẽ được là 7 tỷ. À, thì nó là 7.000 á, 7.000 là 7 tỷ á, 7 tỷ người. À, thì đây mình sẽ đi tìm X. Tìm X này thì cũng khá là dễ. À, bài toán này thầy sẽ tương đương nè. Cái thằng này là X nằm trên mũ cho nên là chúng ta phải là log neighbor hay logarit của cả hai vế thôi. 1,32% mũ X sẽ bằng 7.000 chia cho cái số đó 5.926,5. Đó. À, thì thầy sẽ đi tìm X này, thầy sẽ lấy log của hai vế hoặc là thầy xài log neighbor của hai vế cũng được. À, thầy xài log neighbor hai vế thì này tính dễ lắm. Bây giờ thầy xài log của hai vế ha. Log hai vế đi, thầy sẽ được là X nhân cho log của 1 cộng 1,32%. Rồi, thằng bên kia là thầy có 7.000 chia cho 5.926,5. Đó, thì giờ thầy tính X đó, thầy lấy cái số này nè, thầy chia cho cái log này là thầy sẽ ra là cái năm sau bao nhiêu năm. À, thì mình sẽ đạt được con số là 7 tỷ người ở trên cái thế giới này. Rồi, bấm thử cái 7.000 chia cho 5.926,5. Rồi, mình lấy thằng này, sau đó mình sẽ đi chia cho cái log của quên 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 thì quên lấy log của vế này chứ. Log của thằng này thì quên lấy log của nó. Thì lấy log hai vế. Rồi thì sẽ lấy này ra, thầy lấy log của nó. Log của nó. À, sau đó thầy đi chia cho cái log của 1 cộng 1,32%. Đóng ngoặc lại. À, đó. Rồi, thầy bằng cái coi 12,6 năm, 12,69 năm. Như vậy lấy 1998. À, thầy cộng cho số năm đó là 2010. À, nếu mà theo ước tính đó đó là khoảng vào năm 2010. À, thì nó sẽ là đạt 7 tỷ người. Đó, thì rõ ràng là nó sai đúng không? Thầy nhớ là cách đây khoảng 1 2 năm gì đó thì nó đạt 7 tỷ á. Thầy không nhớ. Chứ không phải là năm 2010. À. Tức là cái tỷ lệ gia tăng dân số này nó đã bị thay đổi rồi. Những cái năm sau á người ta ấy dữ hơn. Người ta kiểm soát dân số tốt hơn. Thì làm sao mà biết á, cái năm làm sao biết là toàn thế giới nó tới 5.926,5 triệu người, đúng không? Làm sao biết được cái điều đó? À, thì đó là cái
cái mà người dân số á, người ta làm, em thấy là hàng năm á, ở trên cái nước Việt Nam của mình á, trên nước Việt Nam của mình á, thì lúc nào á, năm nào cũng có cái một một cái bà hay là hai bà nào đó lỡ nhà của mình, một bà hai bà đó lỡ cái nhà của mình, cái người ta hỏi là nhà mình á, nhân khẩu bao nhiêu người, học gì làm gì đó, hỏi ra kê khai ra, thì đó là người ta đi điều tra dân số á. Từng nhà thì người ta sẽ phân ra từng địa phương nhỏ, từng phương nhỏ, cái người ta báo cáo lên cho cái cục dân số của mình, thì lúc đó nước Việt Nam mình tổng hợp lại, cái nhiều nước tổng hợp lại thì nó sẽ báo cáo lên cho cái tổ chức Liên Hợp Quốc, cái chỗ nào nó quản lý về dân số đó, thì người ta sẽ nói ra, tức là dạng như là chia để trị, chia để trị. Một cái quốc gia rộng lớn thì chia ra từng cái nhỏ để trị, thì mỗi cái nhỏ đó có cái chủ chủ tịch tỉnh, gọi là gì ta, chủ tịch nước, chủ tịch tỉnh, đó có người lớn nhất về tỉnh đó, thì người đó sẽ quản lý hết tất cả mọi thứ, quyền hành của cái tỉnh đó nằm trong tay của người đó, trung ương chỉ có góp ý, còn tất cả mọi thứ là do ông này quyết định hết. Cho nên làm vua của một tỉnh rất là dễ, để lên vua của một nước nếu mà giỏi người ta sẽ bầu mình lên vua của nước. Logarit tự nhiên nè, định nghĩa như bên Mỹ là nước tự do, muốn bầu cử ai cũng được, muốn nói gì cũng được, thì một người là không có cống hiến gì nhiều thì cũng có thể lên được. Nếu mà cái tư tưởng của người ta tốt, được được lòng dân, người ta sẽ lên. Cái gì Bác Hồ có nói câu mà được lòng dân, gì không có dân thì việc gì cũng khó, có dân rồi thì việc khó, dân lo gì đó, đại loại câu đó đó, thầy không nhớ nữa nhưng mà Bác Hồ nói hay lắm. Định nghĩa logarit cơ số e của một số dương a thì được gọi logarit tự nhiên hay là logarit Neper. Bình thường thì mình sẽ gọi là log Neper thôi. Log thì mình đọc là log. Tiếng Anh log nó mang ý nghĩa là gì? Cái log là như là một cái mà nó ghi lại những cái mà mình đã làm. Những cái log log đó. Nó không phải dạng như block mà nó là cái log thôi, cái log bình thường thôi, mấy em có thể xả thử, này không biết dịch nó như thế nào. Logarit tự nhiên có đầy đủ các tính chất của logarit với cơ số lớn hơn một. Cơ số lớn hơn một là e, e là 2,7 mấy thì nó lớn hơn một là đúng rồi. Dùng công thức đổi cơ số hãy so sánh log của x và log Neper của x tùy theo giá trị của x. Rồi, câu B là tính giá trị của biểu thức này. Đó, thôi, bây giờ mình sẽ làm thử những cái bài tập. Nói chung là cứ cứ đi vào bài tập đi. Toán học thì kinh nghiệm của thầy là cứ gắng làm bài tập. Còn lý thuyết không có quan trọng lắm, nhưng mà không có lý thuyết thì không làm được bài tập, vậy thôi. Hãy so sánh log x và log Neper của x, log của x với sợ log Neper ln của x, log Neper của x tùy theo cái giá trị của x, thầy không biết là nó so sánh như thế nào. Ở đây á, chắc là mình đưa về cái cơ số á, là log của x chia cho log của e đi ha, tại vì log Neper nó là e, logarit cơ số e của x thì mình sẽ biến đổi cơ số ra log x chia log e, thằng này log x. Để đây á, thầy nghĩ là hình như một cái điều là thằng này so sánh với nó mà chia cho log của x, thì thầy nghĩ là bây giờ mình sẽ thử coi log của e chứ, log của e bấm thử ra là 0,43. Như vậy là nó mà chia cho 0,43 thì nó sẽ làm số gì? Sẽ lớn lắm rồi nha. Nó mà chia cho log e nó sẽ là số lớn á. Nhưng mà x này có thể nào âm hay không? X này không âm. X này không âm, nhưng mà log của x thì có thể gì? Có thể âm. Nếu mà có thể âm thì mình phải so sánh khác nữa. Mình xét cái trường hợp là log x này á là số dương. Log x là số dương. Như vậy mình sẽ tương đương log x là dương, nó sẽ lớn hơn log của 1, 10 mũ 1, 10 mũ 0 ra 1. Như vậy tương đương x nó phải phải lớn hơn 1.
Với những thằng x lớn hơn 1 thì log x nó sẽ dương. Mà log x dương á thì mình sẽ nói là log của x nó sẽ là gì? So với số này nó sẽ bé hơn log nepe của x. Và tương tự mình xét cái trường hợp là log x này á là một số âm. Log x nó có bằng 0 không? Log x không bằng 0 ha. Thì tương đương x nó sẽ phải bé hơn 1. Vì x bé hơn 1 á thì mình sẽ phải coi cái trường hợp log x mà bé x bé hơn 1 log x âm. Log x âm á nó bình thường ví dụ như thầy cho đó là trừ 2 đi. À, mà thầy chia trừ 2 chia 0 x 4 thì rõ ràng là cái số này nó như thế nào? Nó âm mà nó chia cho số thì nó sẽ là số mà nằm khoảng từ 0 đến 1 nè. Nó sẽ là âm hơn nữa. Cho nên ở chỗ này mình sẽ nói log x nó sẽ lớn hơn log nepe của x. Trong cái trường hợp mà x bé hơn 1 à, thì mình sẽ có log x sẽ lớn hơn log nepe của x. Dựa trên cái này một số âm và lấy âm chia cho 0.4 nữa thì nó lại càng nhỏ hơn nữa. Rồi bây giờ mình quay lại cái phần này à, đi tính giá trị của biểu thức này. Mấy em có thể lấy máy tính bấm cũng được à, còn không thì sử dụng những cái phép biến đổi thông thường thôi. Và nên nhớ log nepe thằng này hay nè, hay để mấy em không có biết nó, nói để mấy em không có biết cái thằng này á nó có nghĩa là gì. Đầu tiên á để ý cái này nên phân rõ ràng ra nó à, nó được không, nó là gì nè, nó là gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi nè, log của e mũ này nữa thì mình sẽ là hai lần ln của căn 10 đúng không nè. Log của e mũ này thì dụng này ra đi thì là hai lần ln của căn 10 nhân gì với log của e. Mình trừ đi thằng bên này á, thì là mình sẽ là log của e trừ 3. Tại vì á, thằng này á à, mình sẽ dục ra ngoài đây, đó là log của e trừ 3 nhân cho ln của 10 được không. Đó là cái phép mà log của một thằng có mũ. Thì log e với ln 10 hay này thì nó cũng không liên quan gì nhau. Một thằng á là logarit cơ số 10 của e với một thằng là logarit mà cơ số e của 10 thì hai này nó có giống nhau gì hay không? À, thì hình như nó là nghịch đảo của nhau á. À, hai này là nghịch đảo của nhau. Tại vì á, khi mà mình lấy á log của 10e đó mà mình nhân cho log của e 10 á thì mình sẽ ra là 10 đó là 1. Nhớ quy tắc này không? Cho nên hai này là nghịch đảo của nhau. À, số này và cái số này nè là nghịch đảo của nhau. Rồi thằng này là hai log nepe của 10 thì mình có thể rút cái căn 10 ra bên ngoài là 1/2. Vòng 2 mình nhân cho 2 nữa thì nó mất. Thì chỗ này mình chỉ có log nepe của 10 nhân cho log của e thôi. Và thằng này á mình trừ cho à thằng này log của e mũ trừ 3 thì xin lỗi nha. Log của e mũ trừ 3. Đó, thì trừ 3 này mình dục ra ngoài nhân dấu trừ này mình sẽ là cộng 3 lần log của e. Log của e nhân log nepe của 10. Rồi. Thì này mình gom lại đi. À, tại vì log e nhân log nepe của 10 thì mấy em ra mấy? Hai này nhân lại ra là 1 luôn nè, cộng 3 ra là 4, này là 1 nè, cộng 3 ra 4. Nó tính cái này ra cũng dễ, nó phải hiểu cái bản chất của nó là cái gì thì mình tính nó mới dễ. Ở đây nó cho cái ví dụ nó có bài luôn rồi. À, ví dụ nó có bài giải luôn rồi, cho nên mấy em cứ theo dõi bài giải đó. À, thì cái việc mà học về một cái số e và logarit tự nhiên tức là log nepe á à, thì mình học cái gì mình nên nhớ cái gì. À, thầy nghĩ là mấy em chỉ cần nên nhớ nó có cái log nepe, nó có cái tên đó, nhớ cái tên đó là được rồi. À, còn tất cả mọi cái tính chất của log nepe hay là của cái gì đi nữa à, thì nó cũng giống như những cái tính chất mình đã học thôi nha. Rồi bây giờ là làm bài tập thì thầy nghĩ là cũng không có gì mà phải ấy cả. Ở đây á à, thì có hai cái bài 45 nè, sách giáo khoa mà cũng sai, đây là sai lần thứ hai thầy phát hiện trong chương này luôn nha. Bài 45 thì không thể nào mà tới bài 45 được, nó không thể đứng chững gì được, việc học mà không thể nào đứng lại được, nó phải tăng tiến lên, càng học càng nhiều kiến thức hơn. Bài này á à, tìm cái sai lầm cũng hay à. À, đây một cái bài này cũng thú vị nè, bài 43 nè. Bài số 3. Bài này á, những cái này thì thầy không nói nha.
Đề yêu cầu là biểu diễn theo cái A là log nữ b của 2 và b log nữ b của 5. Mấy em không có lấy máy tính bấm nha. Mấy em cố gắng biến 50 làm sao cho nó ra số 2 với số 5 để làm. 16 với 25 là biến làm sao cho nó ra số 2 số 5 á. Này cũng vậy. Bây giờ thầy coi thử cái này nè, nó đặc biệt ở chỗ nào. Nè, thằng này nè, mấy em thấy nhiều quá mấy em sợ, nhưng thực sự ra này chỉ làm một bước duy nhất thôi. Tại vì này là dạng của nó là log nơi be của cộng cộng mấy này lại, thì rõ ràng nó chỉ là tích của 1 phần 2 nhân với 2 phần 3 log nơi be của cái này thôi, nhân với 3 phần 4 và nhân chấm chấm nhân 98 phần 99, cũng như là nhân 99 phần 100, đúng không? Thì này mình có thể chém đơn thuần nó vài bước chém cơ bản thôi là nó sức bóng nó liền. Đó là log nơi be của 1%. Đó, đó là mà log be 100 thì mấy em cố gắng làm sao đưa về dạng 100 á, với số 2 với số 5 này nè. Đưa về này để đưa về dạng AB. Logarit nguyên chương này chỉ có vậy thôi. Chỉ có nhiêu đó thôi. Cố gắng nhường nhuyễn đó là được. Ở đây thì yêu cầu mình chứng minh cái này. Thì nghĩ là cũng không có gì mà phải khó khăn gì cả. Cứ đưa 7 phần 16 này dục vô trong này. 4 này dục vô luôn, 25 phần 8 này dục vô hết luôn. Dục hết vô đi. Ra gì ra? Như là hai này nó có chung một cái đặc điểm gì đó. Mấy em để ý hai này, tức là làm từ từ cũng được. Ha? Làm từ từ cũng được, không sao hết. Làm sao cũng ra cả. Cố gắng làm theo những câu hỏi của thầy á. Ra được đáp án rồi. Nha, ra được đáp án rồi. Bỏ thêm chút thời gian nữa, có đáp án nào mà hay hơn không? Có đáp án hay hơn không? Thì suy nghĩ chút xíu nữa. Tức là mình làm xong là mình đã có kinh nghiệm rồi. Dựa trên kinh nghiệm mình mới làm bài đó đó, trả lời câu hỏi là nó có hay hơn được không, hay hơn xong làm gì nữa, trả lời coi nó có cái ứng dụng gì hay không. Tức là mình học xong bài đó đó, mình nắm được cái gì, mình ứng dụng được cái gì. Một cái quy trình của cái nghiên cứu là nó vậy đó. Đi học bài nào cũng nên thử coi thử đó làm sao. Ở đây á, hai cái bài này rất là hay, hai bài 45 này cực kỳ hay luôn. Nói về cái sự bán hủy của một chất phóng xạ thì mình sẽ học ở trong vật lý lớp 12. Còn cái sự tăng trưởng con vi khuẩn thì mình sẽ như là đã học ở lớp 10 rồi. Rồi, bây giờ mình coi thử sự tăng trưởng một vi khuẩn theo công thức S thì bằng A là số vi khuẩn ban đầu nhân cho E mũ RT, R là tỷ lệ tăng trưởng, T là thời gian tăng trưởng. Cái tỷ lệ tăng trưởng tỷ lệ tăng trưởng tức là vi khuẩn thì chỉ có nhân đôi thôi, tức là nó sinh sản thôi. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 100 con và sau 5 giờ có 300 con, hỏi sau 10 giờ thì có bao nhiêu con. Thế này á, mấy em phải phải là ban đầu nó cho mình 100 con là cho mình A, sau 5 giờ thì có 300 con thì nó cho mình S là 300, sau 5 giờ lại cho mình T. Như vậy là bài toán này mình phải đi tìm R. Dựa trên dữ kiện này là 100 con 5 giờ và 300 con nè. Mình có S, có A, có T rồi. Mình phải đi tìm R. Có R rồi á, thì mình áp dụng mình học. Mình trả lời câu hỏi là sau bao nhiêu giờ á, sau 10 con, 10 giờ thì có bao nhiêu con. Ở sau lâu số vi khuẩn ban đầu sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu em cứ làm bình thường thôi. Sau bao lâu thì tăng lên gấp đôi thì em cứ lấy lại. Bình thường á, nó có A con. Sau bao lâu tăng lên gấp đôi thì em đi tìm gì? Tìm T thôi. Với R em đã có rồi. Thì S này em chỉ thay là A chia cho 2. Ủa là 2A thôi. S này sẽ là 2A. Tại vì tăng lên gấp đôi thì nó sẽ được 2A thôi. 100 con tăng đôi được 200. Chu kỳ bán quỹ. Chu kỳ bán quỹ này á, của phóng xạ. Mà phóng xạ này á, là những chất mà có thể những có một số chất thì độc, một số chất thì con người cũng ứng dụng được. Nhưng mà đa phần nó có hại. Nhưng mà những cái ứng dụng của nó thì tuyệt vời. Thầy nhớ là có ví dụ như tại vì mình không giải bài đó cho nên mình có thời gian nhiều lắm. Nói xong quần chơi cho vui chút xíu. Tức là những cái nhà khảo cổ á, thầy nhớ một cái ứng dụng của những chất phóng xạ đó là những nhà khảo cổ. Người ta lấy được cái cục xương của một cái con heo rừng nào đó hay là của con khủng long nào đó. Cái người ta xác định coi cái cục xương này là bao nhiêu năm tuổi đó. Thì người ta sẽ
dựa trên cái chất phóng xạ có sẵn trong xương của cái con vật này. À, trong xương á, thì nó có một cái phóng xạ nào đó, ví dụ như không biết nữa, không biết cái tên, nhưng mà có một cái phóng xạ đó, thì người ta sẽ coi coi cái chu kỳ bán quỷ của nó, dựa trên công thức này nè, một cái chất phóng xạ đó dựa trên công thức này. Bây giờ á, người ta sẽ đi tính cái gì, tính cái thời gian, tính thời gian thì ta có cái nghiên cứu của người ta, S sẽ bằng A nhân E R T. Người ta sẽ bắt buộc phải đi tính cái thời gian này để ra cái cục xương này là bao nhiêu năm tuổi. Thì người ta đã có cái R rồi. R này chính là cái gì đây? Cái tỷ lệ phân hủy hàng năm, tỷ lệ phân hủy hàng năm. Thì người ta cần hai cái nữa. Người ta cần cái này là có rồi nè, có rồi. Người ta cần cái A và cái S này nữa. Cần cái A và cái S. Thì không biết là người ta tìm cái A với cái S này ở đâu ra. Mình không biết được. Nhưng mà người ta phải đi tìm cái tên là bao nhiêu năm tuổi thì thầy không không có có biết, nhưng mà thầy biết là cái xương, tức là tìm những cái mà cổ xưa á, người ta sẽ đi xét cái đó. Nó giống như là những cái lưu đồng lưu hương vậy đó. Thì người ta biết được là cái vật đó nó tồn tại cách đây 365 năm. Như vậy là 365 năm thì người ta sẽ dịch cái thời gian so đến hiện tại giờ á, thì ta sẽ nói là đời nhà Chu hay đời nhà nhà Mỏ gì đó. Đó, người ta sẽ nói là cái vật này nó nằm ở trong đời nhà Minh, nhà Chu, nhà Tần gì đó. Đó, như là người ta phát hiện được cái lăng mộ của Tần Thủy Hoàng đó, thì người ta cũng khám nghiệm trong lăng mộ đó có những chất phóng xạ đó, thì người ta có thể là phát hiện ra đó là đúng là thời Tần là như vậy. Thì cái đó là ứng dụng phóng xạ trong việc đi tìm tuổi của một cái cột tổ nào đó. Thì thôi tới đây thì mình sẽ dừng ở đây. Bài này cũng không có gì nhiều nói, hay là ở chỗ những cái này, những cái mà bài học thêm á. Rồi, ngày hôm sau thì mình sẽ học về cái hàm số, học về hàm số là những cái hình vẽ của những cái mình đã học là hàm số mũ và hàm logarit, thì lúc đó mình sẽ nghiên cứu nhiều hơn về cái hình dạng của hàm số đó. Rồi bây giờ mình sẽ nghỉ nha.